KV xin cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp và chọn lọc của Phúc TV. Ngày hôm nay KV đang đứng cạnh một cái bờ hồ rất là an bình. sau một ngày làm việc mệt mỏi thì rất là nhiều người tới đây để đang muốn ngồi cạnh bờ hồ để thư giãn. Và hôm nay bản tin ngày 31 tháng 8 năm 2020 sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump và Joe Biden về các cuộc bạo lực vừa xảy ra tại Portland, bang Oregon, nước Mỹ. Sáu thị trưởng của Đảng Dân Chủ bất ngờ chuyển sang ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa và ca ngợi Tổng thống Trump. Mỹ và Nhật lên kế hoạch mới, cương quyết ứng phó với Trung Quốc tại Biển Đông. Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc ngang nhiên tập trận bắn tên lửa ở Biển Đông. Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc nhau vi phạm đường biên giới chung giữa hai nước. 500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất thi công ngày đêm để kịp đưa đường băng vào vận hành trước Tết Nguyên Đán 2021. Indonesia phát hiện chủng mới của SARS-CoV-2 lây lan mạnh gấp 10 lần. Căng thẳng liên tục leo thang giữa hai nước Mỹ và Iran. Hai ứng viên tổng thống Mỹ là tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đã công kích gây gắt đổ lỗi cho nhau về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở điểm nóng Portland, tiểu bang Oregon. Ngày 30 tháng 8 năm 2020 vừa qua, ứng viên tổng thống dân chủ Joe Biden đã phát đi thông báo rất gay gắt về tình hình bạo lực hiện nay đang xảy ra ở thành phố Portland, bang Oregon và cáo buộc tổng thống Donald Trump đã kích động cho sự thù hận chia rẽ trong xã hội. Ông Joe Biden nói: "Tôi lên án bạo lực dưới mọi hình thức. Tôi cũng yêu cầu ông Donald Trump hãy làm điều tương tự." Ông Biden đề cập đến vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng tại Portland khi đụng độ xảy ra giữa những người ủng hộ ông Trump và người biểu tình sắc tộc. Với tư cách một quốc gia, chúng ta phải lên án hành động kích động thù hận và phẫn nộ đã dẫn đến cuộc đụng độ chết người này. Ông Joe Biden chỉ trích thêm, liệu tổng thống Trump nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi ông ấy tiếp tục cho sự hận thù và chia rẽ trong xã hội và sử dụng chính trị của nỗi sợ hãi để tác động đến những người ủng hộ mình? Đây có thể được coi là những công kích gay gắt nhất của ông Biden nhằm vào Tổng thống Trump khi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống. Về phía Tổng thống Trump thì ông cũng đáp trả lại bằng sự chỉ trích đảng Dân Chủ cũng như ứng viên Joe Biden. Trong một số những dòng Twitter trên mạng xã hội vào rạng sáng ngày 30 tháng 8, ông Trump cho rằng Portland sẽ không bao giờ bình yên với một thị trưởng ngu dốt và cho rằng ông Joe Biden chưa sẵn sàng để lãnh đạo. Cố vấn cấp cao của ông Trump bình luận trên Twitter rằng ông Biden đã khoanh tay ngồi yên suốt nhiều tháng qua, không lên án bạo lực và hỗn loạn ở các thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát. Bộ trưởng An ninh nội địa hôm qua cũng cáo buộc giới chức Portland và các thành phố khác đã cố tình để yên cho tình trạng hỗn loạn và vô pháp xảy ra. Tranh cãi bùng lên sau khi tình hình bạo lực ở Portland và một số thành phố khác của Mỹ có vẻ nghiêm trọng hơn Cuối tuần qua, thì một người đàn ông đã bị bắn chết ở Portland, trùng thời điểm diễn ra đụng độ giữa người biểu tình trong phong trào Black Lives Matter, mạng sống của người da màu đáng quý, với những người tuần hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Trong vòng hơn 3 tháng qua, Portland liên tục rúng động với các cuộc biểu tình kể từ sau khi vụ cảnh sát ghi cổ công dân da màu George Floyd đến chết. Tại Kenosha, bang Wisconsin, các cuộc biểu tình bạo lực chưa có dấu hiệu chấm dứt sau vụ cảnh sát bắn một công dân da màu dẫn đến liệt nửa người. Vụ nổ súng xảy ra cùng thời điểm với cuộc đụng độ giữa những người tuần hành ủng hộ Tổng thống Trump với những người biểu tình đòi công lý cho người da màu ở Portland. Song hiện nay, giới chức cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định hai vụ việc có liên hệ với nhau hay không. Sáu thị trưởng của khu công nghiệp khai thác chế tạo sắt ở Minnesota của Đảng Dân chủ đã bất ngờ chuyển sang ủng hộ cho Đảng Cộng hòa. Họ đã đưa ra một bức thư bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Đảng Cộng hòa. Bức thư ngỏ của sáu vị thị trưởng nói rằng họ đã từng ủng hộ cho Đảng Dân chủ trong vài thập kỷ qua, nhưng các thành viên của Đảng Dân chủ đã quá cấp tiến và đã bỏ rơi họ. Bức thư viết Ngày nay, đảng Dân Chủ không còn là đảng Dân Chủ mà chúng ta từng biết nữa. Các chính trị gia chuyên nghiệp như Joe Biden đã không còn liên kết với tầng lớp lao động, không gắn kết với nhu cầu của đất nước, với các thường dân thị trấn khai thác sách của chúng tôi và các nơi ở Hoa Kỳ. Bức thư đã so sánh những thay đổi ở Iron Range Township trong 4 năm qua, trước và sau khi cuộc bầu cử của Tổng thống Trump. Họ nói rằng ngành khai thác sách đã bắt đầu hồi sinh và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài như vậy, nó tồn tại vì các chính sách của tổng thống đã cho chúng ta hy vọng. Tổng thống Trump sẵn sàng chiến đấu vì chúng ta. Bởi vì Minnesota lâu nay vẫn là kho phiếu bầu truyền thống của Đảng Dân chủ, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump đã không đầu tư nhiều nguồn lực cho chiến dịch tranh cử ở bang này trong cuộc bầu cử của tổng thống năm 2016 và thậm chí bản thân của tổng thống Trump cũng đã không đến Minnesota để vận động tranh cử vào năm 2016 vừa qua. Nhưng tình hình đã thay đổi trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, đội ngũ tuyên truyền tranh cử tổng thống Trump đã tổ chức các cuộc vận động bầu cử ở Minnesota vào các thời điểm của năm 2018, 2019 và 2020, đồng thời giới thiệu những thành tựu chính trị của chính quyền Trump trong các thời kỳ khác nhau phó tổng thống pence đã đích thân bay đến duluth minnesota để có bài phát biểu vào hôm thứ sáu và gặp gỡ những người ủng hộ đảng cộng hòa ông pence hứa rằng chính quyền trump sẽ làm cho mọi người mỹ trở nên thịnh vượng hơn và an toàn hơn trong bốn năm tới giống như các khu vực khác xảy ra ở mỹ Chúng ta đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong nhiều thập kỷ qua. Trước đây, chúng ta thấy rằng cơ hội việc làm không chỉ mất đi khỏi Ranch Township, mà còn rời xa đất nước của chúng ta. Các chính trị gia như cựu phó tổng thống và ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã không làm gì để giúp đỡ người dân lao động. Chúng ta đã đánh mất đi hàng nghìn cơ hội việc làm. Nhiều thế hệ thanh niên đã rời bỏ khu mỏ sách này vì có những công việc lương cao hơn ở nơi khác để hỗ trợ gia đình họ và chúng ta cũng mất đi nhân tài Ngày nay, chúng ta không còn nhận thấy được Đảng dân chủ, họ đã ở quá xa chúng ta, đảng này nghiêng về cánh tả và nó không còn có thể cho mình là người ủng hộ giai cấp công nhân, những người dân Minnesota được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm việc chăm chỉ ở mỏ sắt để hỗ trợ gia đình của họ và những công nhân này đã bị Đảng dân chủ cấp tiến bỏ rơi, chúng ta không chọn rời bỏ Đảng dân chủ, nhưng chính đảng đã rời bỏ chúng ta. Tuy nhiên, 4 năm trước, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Ông đã dám đứng lên chống lại Trung Quốc, thực hiện các giảm thuế và lên tiếng binh vực cho giai cấp công nhân. 4 năm sau, mỏ sách đã bắt đầu hồi sinh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó được trở nên sống động. Vì chính sách của Tổng thống Donald Trump và sự sẵn sàng chiến đấu mà khu vực địa phương đã tràn đầy niềm hy vọng các chính trị gia chuyên nghiệp như joe biden đã không còn liên kết với tầng lớp lao động không gắn kết với nhu cầu của đất nước với các thường dân thị trấn khai thác sắt của chúng tôi và các nơi khác ở hoa kỳ trong cuộc bầu cử này vẫn có nhiều rủi ro nhưng rủi ro lớn nhất là công việc kinh tế và lối sống của chúng ta. Tổng thống Trump đã mang lại nền kinh tế tốt nhất chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ và ông ấy sẽ mang nó lại cho chúng ta một lần nữa. Ông ấy sẽ tiếp tục đấu tranh cho mọi người dân Mỹ, bất kể đảng phái nào, ông ấy sẽ tiếp tục đứng lên cần mẫn làm việc vì giai cấp công nhân. Sau một cuộc họp bàn của hai bộ trưởng quốc phòng thì nước Mỹ và nước Nhật đã nhất trí về một kế hoạch mới nhằm ứng phó các hành động gây bất ổn của Trung Quốc tại biển Đông. Theo trang Daily Express, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, một tiếng hàng hải quan trọng của thế giới, đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nước láng giềng và sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Mỹ khẳng định các yêu sách đó của Trung Quốc là bất hợp pháp, đồng thời lên án việc Bắc Kinh cho xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo trong vùng nước tranh chấp. Sau khi hội đàm với người đồng cấp Mỹ tại Guam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Kono đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến trong đó ông ca ngợi liên minh giữa hai nước. Đối với vấn đề Biển Đông và Hoa Đông, chúng tôi xác nhận rằng cả Mỹ và Nhật sẽ cực lực phản đối mọi quốc gia đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, ông Kono nói. Ông Kono cũng lên án việc Trung Quốc ngày 26 tháng 8 vừa qua đã bắn bốn quả tên lửa đạn đạo ra Biển Đông, bao gồm cả tên lửa sát thủ tàu sân bay. Quan chức này cảnh báo động thái có thể gây bất ổn hơn nữa khi tình hình trong khu vực này xảy ra như vậy. Trung Quốc thông tin về việc nước này sẽ tập trận quân sự bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay sau đó, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố đó là hành vi vi phạm chủ quyền. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên Việt Nam và nước ngoài, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông tin về việc nước này tiến hành tập trận quân sự, bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là một hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Một ngày trước, tờ South China Morning Post dẫn thông báo từ Cục Hải sự các tỉnh Giang Tô và Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết một cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 và kéo dài trong một tuần tại Bột Hải. Cuộc tập trận còn lại diễn ra là ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại Hoàng Hải. Tính từ cuối tháng 7, Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 9 cuộc tập trận tại nhiều khu vực ở biển Hoa Đông và biển Đông, gồm cả khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Ấn Độ và Trung Quốc khiêu khích và cáo buộc nhau vi phạm đường biên giới chung giữa hai quốc gia. Cuối tháng 6 Trung Quốc đã triển khai một lực lượng binh sĩ đáng kể đến khu vực biên giới này. Đáp trả lại, Ấn Độ cũng điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ladakh để tăng viện cho lực lượng đang trấn giữ vùng đất dọc LAC. Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo các binh sĩ Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động quân sự khiêu khích hồi cuối tuần qua vì muốn thay đổi hiện trạng ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Cùng ngày hôm đó, thì người phát ngôn quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thông báo nước này đã đề nghị Ấn Độ rút các binh sĩ và Bắc Kinh cho là đã vượt qua biên giới chung giữa hai quốc gia một cách trái phép. Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết. Trong một diễn biến liên quan, chỉ huy quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành hội đàm nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới chung, gọi là đường ranh giới thực tế LAC. 500 công nhân cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất thi công ngày lẫn đêm tại sân bay để kịp đưa đường băng vào vận hành khai thác trước Tết Nguyên đán 2021. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 mà số chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đang giảm nên đó cũng là một điều kiện thuận lợi để thi công sớm các đường lăng ở đầu hai đường băng. Sau 2 tháng huy động nhiều công nhân máy móc khởi công nâng cấp đường băng 25R07L Tân Sơn Nhất, dự án hiện đạt 45% khối lượng, vượt 18% so với dự kiến. Sân bay Tân Sơn Nhất có hai đường băng song song, đường 25R07L trong lúc cải tạo, máy bay sẽ cất và hạ cánh trên đường băng còn lại là 25L07R, dài 3,8 km, rộng 45 m. Quá trình thi công đường băng cũng được yêu cầu tuyệt đối an toàn, đảm bảo hoạt động tại sân bay liên tục. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, sẽ nâng cấp đường cất và hạ cánh 25R07L, xây mới các đường lăn thoát nhanh, đường lăn song song, nâng cấp các đoạn đường lăn nối, công trình quản lý bay, đèn tín hiệu, hệ thống thoát nước, Thời gian thi công chia làm hai giai đoạn, đầu tiên trong 6 tháng và sau đó là 14 tháng, để dự án hoàn thiện vào tháng 11 và phục vụ cao điểm Tết Nguyên đáng 2021. Hiện trên công trường, các công nhân làm việc tất bật. Theo đơn vị quản lý, phần thi công kết cấu mặt bê tông được yêu cầu nhiệt độ không quá 35 độ C, nên chủ yếu mọi người phải thực hiện vào ban đêm. Sau một số quốc gia trong khu vực, thì Indonesia cũng phát hiện chủng mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan gấp 10 lần so với chủng cũ, khiến cho số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng mạnh. AFP dẫn lời Phó Giám đốc Viện Sinh học Phân tử Indonesia Sudoyo cho biết giới y tế nước này đã phát hiện đột biến của virus SARS-CoV-2 sau khi phân tích các mẫu xét nghiệm do viện thu thập. Chủng này có tốc độ lây lan nhanh gấp 10 lần so với chủng virus phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Sudoyo cho rằng vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định liệu đây có phải là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại Indonesia tăng đột biến gần đây hay không. Chuyên gia dịch tễ Sia Rizzo của Đại học Quốc gia Indonesia cảnh báo người dân Indonesia rằng cần duy trì cảnh giác đối với đại dịch COVID-19 bởi vì mô hình phân tích của ông ấy cho thấy số ca mắc COVID-19 tại nước này có thể lên đến 500.000 ca vào cuối năm nay. Ấn Độ hôm 30 tháng 8 năm 2020 đã ghi nhận hơn 80.000 ca mắc Covid-19 chỉ trong vòng 24 giờ, phá vỡ mọi kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát. Ấn Độ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề thứ ba trên thế giới bởi Covid-19, chỉ sau Mỹ và Brazil. Theo tờ National Review, căng thẳng liên tục gần đây với Iran đã khiến Mỹ phải muốn áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ lên quốc gia này các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc đưa ra lập luận rằng việc duy trì kế hoạch hành động chung toàn diện và cố gắng kiềm chế năng lực hạt nhân của Iran thông qua liên hiệp quốc không nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Theo tình báo Israel, Iran đã không hề khai báo mà tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân israel cũng cho rằng iran đã san bằng một trong những cơ sở cũ và bỏ trống một cơ sở khác trước khi các thanh tra viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được điều đến quốc gia này cách cư xử được cho là ngày càng khiêu khích của tehran đã dẫn đến một số xung đột quân sự và khiến mỹ đã phải đưa ra lý do để kích hoạt cơ chế snapback khôi phục trừng phạt quốc tế lên iran Mối đe dọa từ kho vũ khí tên lửa của Iran tiếp tục gia tăng trong năm nay, cùng với các vụ thử tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến. Danh sách liệt kê các hành động thách thức và đe dọa của Iran là bằng chứng cho rằng chính Tehran đã vi phạm quy tắc trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Chính điều này khiến Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và như đã định Washington lại tiếp tục chiến lược gây áp lực tối đa lên Tehran. Hành động của Mỹ sẽ khiến quốc gia Hồi giáo hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân tiên tiến. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ đề xuất của Mỹ nhằm gây sức ép tăng cường với Iran. Phản ứng trước động thái của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ vai trò nào của Hội đồng Bảo an và Mỹ sẽ tự dẫn đầu hành động kv xin cảm ơn quý vị đã đón xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của phố Sa tv xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai